lấy bông xuồng ta ghiêu động cơ hay, thì bây giờ Yến sẽ test máy cho bà con xem như thế nào nhé. Yến sẽ mang xuống sông test cho bà con xem luôn. Còn đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.